Dốt rồi, dốt bột luôn nè.
48 tiếng hồ nó mới có chạy ra. Không có tôi vô địch. Trời ơi chứ được. Giác cái bỏ về thấy nặng nề quá. Quá rồi không bao giờ ấy rồi. Trời ơi bỏ về bự. Cậu mà mẹ chính thì ấy trên này hiện trời mới đại lên trên mình rồi. Hồi đó họ ở cái đường ha là đâm đâm cây ba bưởi chả có thằng nó cột xương sợi dây nhỏ luôn. Từ từ cái nhắn kia coi chuyện đập luôn á. Giật mạnh mới được. Đi xa xa dây chứ đường ơi. Đi xa xa dây á. Mẹ đổng mà lo cho bả đi mà chạy ra đi chi. Mấy nhánh mèo nó khó dướng dướng. Dướng giật quá. Đúng rồi, bên đó đã không ổng được nổi cây mà. Dài của anh Hiền mang chứ được. Dễ chạy. Mới rất khỏe.
Cái chữ lộn hoài quýnh lộn bể đầu cháu máu thôi nhau không được khi nói chuyện ngọt ngào thôi thôi
Ah!
Vô một chỗ đặng mình kích nó mới nó không có chạy ngược lại. Nó nhỏ.
dịch một cây kinh luôn vô. Rồi xả đều ơi. Kéo luôn, kéo mạnh luôn. Kéo mạnh luôn liền, rồi xả đều. Kéo mạnh nữa, để nó bật kêu á. Cái cây này họ dắt xuống mưa quá. Chùm vô một chỗ. Chưa. Cột thêm một hai nhánh. Rồi rồi, được rồi, buông rồi, được, buông được rồi, buông được rồi. Nhả lại thiệt ơi. Rồi rồi rồi, xuống rồi đó. Chạy với cô lắm. Giờ trước là lột áo rồi, giờ về hết lột rồi. Nghe thuốc mình nghe gần là nghe gần gần chàng dây.
nhà mấy ly anh Huy? Nó 5.000 đồng đó chị, nói giá chị. Mấy ly rồi? Chưa chắc gì cả. Không biết tính tiền. Walk out. Vậy nó dùng dữ hả? Rồi coi bên lại hai à. Quái đó. Nhánh này bự kìa. Ba người có. Rồi chú hết hút thuốc xong rồi đó. Ba người kéo phi hùng. Leo
Con muốn hàng. Kẹp vô cái nạn à. Còn cọng dây đây nữa nè anh ơi. Xả cái cọng dây ở góc nữa. Cọng dây nó cộn cứng rồi nó luôn cũng được đó. Được không? Dạ. Cọng cứng qua kéo cọng dây bên kia. Tôi xích dây kia nhiều nhiều với hai người xích dây kia nhiều nhiều với rồi dịch cái này. Rút ra qua khỏi cái góc là cọng là được. Được rồi. Đừng. Quá trời cái nhánh.
tay khỏi cái mái nhà rồi. Nãy ba có bằng có xô phụ ra nữa. Anh Thủ đi vô hát lên. Chú nghỉ chứ. Cái này đây. Chị cứ hát nghe đi, chú nghỉ mà. 250.000, 2 ký 50 bán không? Mm-hmm.
cho nó hay bự ghê. Không tét luôn. Bị bóng trong thôi. Không làm hết được, không bỏ luôn. Hết làm hết luôn. Xây ngang đè vô cái miếng rắn ở vừa nè. Để 5 miếng. Tét cái miếng uổng quá. Hư thì hư.
mạnh đứng rồi. Hay à. Đứng ngắn. Bán vậy nè.